giáo dục tốt nhất để bạn có thể nắm giữ được trong tương lai của mình. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể có những cơ hội tốt với mức thu nhập hấp dẫn sau khi đã được đào tạo tại Anh Quốc. Nơi đây có một cái cơ hội tuyệt vời để bạn trau dồi vốn tiếng Anh của chính mình, không chỉ các cái khóa học ngôn ngữ cụ thể mà đơn giản là qua cách sống và học tập trong môi trường tiếng Anh hoàn hảo. Và nếu các bạn sinh viên đang có ý định du học Anh Quốc thì đừng bỏ qua thông tin về trường University of Sunderland nhé. Thì trường Đại học Sunderland tọa lạc ở đông bắc England, cách thành phố Newcastle khoảng 20 phút xe lửa, là một trong những trường đại học năng động, đa dạng về các khóa học và ngành học với chất lượng giảng dạy cao. Thì trường Đại học Sunderland được đánh giá cao với chất lượng giảng dạy, đặc biệt là các môn quản trị kinh doanh. Trường có khoảng 16.600 sinh viên. Thì Sunderland được công nhận là đại học tốt nhất năm 2001 theo tổ chức xếp hạng của các trường đại học Anh như là Guardian University Guide. Sunderland được tạp chí The Times công nhận trường đại học mới tốt nhất nước Anh về nghiên cứu và được tạp chí The Times Higher chứng nhận về chất lượng cũng như uy tín giảng dạy. Thì Đại học Sunderland được quốc tế công nhận và xếp thứ 23 giữa 119 đại học về các chuyên ngành thương mại và quản lý. Thì trường cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, chi phí học tập phù hợp. Sunderland có hai campus, đó là Peter Campus và City Campus với 3 thư viện, 1.000 computer workstation, khu vực học tập được trang bị các cái máy tính mở 24/7, phương pháp giảng dạy tập trung vào mạng. Bên cạnh đó thì các trang thiết bị về thể thao, phòng gym cũng được trang bị đầy đủ và hiện đại nhằm phục vụ các hoạt động của sinh viên. Thì Sunderland cũng cung cấp chỗ ở cho sinh viên với 5 nhà ở cho sinh viên với mức chi phí thấp. Thì tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 86%. Và các ngành học chính tại trường thì Đại học Sunderland đào tạo nhiều ngành, một số ngành học như là cử nhân quản lý tài chính kế toán, cử nhân quản trị kinh doanh và marketing, quản trị chiến lược, quản trị dự án. Và các chương trình thạc sĩ của trường thì trường có đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ về tài chính, thạc sĩ về marketing, thạc sĩ về quản lý nguồn nhân lực, thạc sĩ về quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế và quản lý dự án. Rất là nhiều các chuyên ngành để bạn lựa chọn. Các chương trình học về dược, y tế, kỹ sư điện. Và học phí và điều kiện nhập học của trường. Về mức học phí đối với chương trình dự bị đại học thì khoảng 8.000 đô la bảng Anh, tương đương khoảng 13.800 USD trên một năm. Đối với chương trình cử nhân thì là 8.000 bảng Anh, tương đương khoảng 13.800 USD một năm. Và chương trình thạc sĩ là 8.400 bảng Anh. Đối với chương trình MBA thì học phí là 10.250 bảng Anh. Và các chương trình học bổng hấp dẫn của trường hiện nay đó là 1.500 bảng Anh. Về điều kiện nhập học, tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình 6 chấm trở lên, chứng chỉ tiếng Anh, TOEFL từ 500 trở lên, TOEFL IBT từ 79 điểm hoặc là IELTS 6 chấm. Bên cạnh đó, Đại học Sunderland cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như là nhà ở cho sinh viên với mức chi phí hợp lý, các câu lạc bộ, trang thiết bị thể thao, phòng gym nhằm phục vụ các hoạt động cho sinh viên. Thì để chi tiết hơn về trường Sunderland, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tư vấn viên tại văn phòng quận nhất 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, hoặc truy cập website tân đại dương.edu.vn.